Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review kiếm lai tập 6. Ở cuối tập trước, sau khi đào diệp ngõ hẻm một tòa trong nhà, có vị mặt mũi hiền lành lão nhân. Ngồi tại hành lang bên dưới trên ghế mây, bên cạnh ngồi vị bộ dáng hoạt bát đáng yêu nha hoàn. Ăn mặc vàng nhạt văn màu quần dài, bên ngoài che đậy ăn mặc cạn bích sắc quần lụa mỏng, một bên nghe lão nhân nói cố sự, một bên chậm rãi quạt gió. Lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi nói, đào nha, đón gió, lại ngủ gật à nha, không phải hù dọa ngươi. Nếu là ở tiểu trấn bên ngoài mọi người tòa nhà, ngươi dạng này lười biếng, như là muốn chịu phạt. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, đối với hạ nhân một mực rộng rãi khoan hậu lão nhân. Đang muốn tiếp tục trêu chọc vài câu, sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thần sắc ngưng trọng lên, nguyên lai trong tiểu viện, không chỉ có là thiếu nữ nha hoàn cầm chi phiến. Không có động tĩnh chút nào, trên thực tế ngay cả vô hình thanh phong cũng dừng lại. Lão nhân tranh thủ thời gian bình khí ngưng thần, mặc niệm khẩu quyết, ngồi quên nhập định. Để tránh tại trận này thời gian trường hà ngắn ngủi ngược dòng bên trong, uổng phí hao tổn tu vi đạo hạnh. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nhất là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cấp bậc lễ nghĩa tề tĩnh xuân. Cũng rốt cục phá lệ xuất thủ, kể từ đó, thật sự là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Tiết tỏa tỉnh, dáng người khôi ngô xứ khác người trẻ tuổi ngồi xổm ở cách đó không xa. Dùng sức nhìn chằm chằm bánh xe, như là khóe mắt dư quang, lại vụng trộm liếc nhìn một vị nở nang thôn phụ mặt bên. Nàng chính xoay người từ miệng giếng bên trong nhấc lên một cái thùng nước, đường cong kinh người bờ mông. Chữ nặng rơi bên dưới bộ ngực, cả người hơi có vẻ khoa trương đường cong, linh lung lộ ra. Thân thể tách ra một luồng sung mãn mạch tuệ dã tính khí tức, để nguyên bản bất quá trung nhân chi tư phụ nhân, cũng nhiều ra một chút khác vận vị đến. Làm tuổi trẻ người ý thức được cảnh vật chung quanh xuất hiện quỷ dị đứng im sau. Người khác không hề động, chỉ là cả gan, nhìn thẳng vào bức kia phụ nhân cấp nước mỹ diệu hình ảnh. Người trẻ tuổi vụng trộm nuốt một cái nước miếng, tranh thủ thời gian thay đổi thân thể, đổi cái ngồi xổm tư thế. Khó trách sư phụ nói qua, dưới núi nữ tử là da rừng hổ, công lực đại giảm, cần phải là một khi mang lên núi. Liền muốn trở thành xưng vương xưng bá ngọn núi hổ, là sẽ ăn người, sư phụ uống rượu về sau, luôn nói trên đời bên dưới anh hùng hào kiệt. Toàn bại bởi nhà mình và núi hổ, không có một cái ngoại lệ. Nhưng là người trẻ tuổi cảm thấy da rừng hổ liền đã rất lợi hại, tỉ như trước mắt phụ nhân kia, rõ ràng dáng dấp phổ thông. Lại sặc sỡ đến làm cho tâm hắn ngứa, nếu là nàng không nói hai lời cho hắn một cái tát, hoàn toàn không nói đạo lý. Người trẻ tuổi cảm thấy mình vẫn là căn bản không dám hoàn thủ, nói không chừng phụ nhân cười một tiếng, hắn sẽ còn đi theo cười đây. Người trẻ tuổi nghĩ tới những thứ này, cũng có chút nản chí ỉu xìu, cúi đầu liếc mắt đũng quần, hùng hùng hổ hổ, không có xương cốt, khó trách không có cốt khí. Nê bình ngõ hẻm nội, Tống Tập Tân chính tại đọc qua một quyển nặng nề cổ xưa địa phương huyện chí. Tống Tập Tân lục lọi ra rất nhiều quy luật, tỉ như trên đại thể là mỗi 60 năm một tăng thêm. Cho nên Tống Tập Tân len lút bên dưới đem cuốn sách này đặt tên là Giáp Từ Chí. Còn có chính là tiểu trấn bách tính tại tuổi nhỏ lúc bị bà con xa mang đi ra ngoài sau. Cơ hồ liền không có người trở lại qua quê quán, giống như rất không thích lá rụng về cây. Thuộc về trong tường nở hoa ngoài tường hương, rất nhiều gia tộc dòng họ ngay tại bên ngoài khai chi tán diệp. Thậm chí trưởng thành là từng cây thâm căn cố đế đại thụ che trời, cho nên Tống Tập Tân lại đem biệt danh vì Tường Ngoại Thư. Thiếu niên lúc này chính tại đọc qua một tờ nhân vật truyện, miêu tả một cái gọi Tào Hy cuộc đời sự tích, bút mực keo kiệt. Là bản này huyện chí lại một đặc sắc, Tống Tập Tân lật qua lật lại nhìn ít nhất 7, 8 lần. Đối với quyển sách này sớm đã thuộc lòng, cho nên bây giờ nhàn hạ lúc đọc qua sẽ chỉ tuyển chọn một chút kỳ quái nhân vật cố sự. Xem như một vị kể chuyện tiên sinh miêu tả diễn nghĩa truyền kỳ, tính chân thực như thế nào không thể nào khảo chứng. Tống Tập Tân đương nhiên cũng không để ý, hắn chỉ nhớ rõ cái kia người mặc quan phục nam nhân. Tại vào kinh thành báo cáo công tác rời đi tiểu trấn trước đó, đêm khuya một mình tới đây. Nam nhân lấy một loại vô cùng trịnh trọng thái độ, nói cho thiếu niên phải nhớ kỹ một việc. Chính là đọc thuộc lòng nhớ kỹ trong sách mỗi một cái xuất hiện qua tên người, cùng hàng trăm hàng ngàn người số. Cùng phía sau bọn họ các tổ tiên tại tiểu trấn riêng phần mình nền móng, nhất là cùng bốn họ thập tộc quan hệ mạch lạc. Lúc này Tống Tập Tân không nhúc nhích tí nào, tựa như tiểu trấn đông nam những cái này phá toái không chịu nổi tượng bùn tượng thần. Từng tòa tùy ý té ở trong bụi cỏ, bùn trong đất, vô luận gió táp mưa sa, chỉ là lù lù bất động. Từ cửa sổ xuyên thấu qua vẩy ở trên bàn sách tia sáng, bảo trì một loại khác thường đứng im trạng thái. Nhà này trong nhà, duy nhất có thể di động người cùng vật là tỷ nữ Chí Khuê cùng đầu kia không đáng chú ý thần lằn. Nàng rất sớm đã phát giác được dị dạng, trong đầu cái thứ nhất toát ra ý nghĩ. Muốn đi sát vách sân nhỏ, tìm cái kia mặt đơ thiếu nữ, mắng nàng chó máu xối đầu. Nhưng khi tỷ nữ ý thức được chuôi kiếm này tồn tại sau, liền bỏ đi cái này mê người ý nghĩ. Nàng đầu tiên là đi vào chính mình thiếu gia gian phòng, nghiêng liếc một chút trang sách nội dung. Nhìn thấy Tào Hy hai chữ liền ngại phiền, liền giúp thiếu gia hướng về sau lật vài tờ, nhìn thấy có quan hệ Tạ Thực Độ dài sau. Mới vui vẻ cười cười, chỉ bất quá rất nhanh nàng liền hậm hực, lại đem trang sách lật trở về, để tránh tiết lộ thiên cơ. Làm hại chính mình lộ chân tướng, những năm gần đây, khôn khéo lòng dạ thiếu gia bất quá là xuất phát từ hiếu kỳ.
hoài nghi thân phận của nàng lai lịch thôi, chưa bao giờ bắt được chân chính chứng cứ xác thực. Nàng cũng không muốn tại đại công cáo thành thời khắc thất bại trong gang tấc. Nàng đi theo thiếu gia thường thường muốn đi hương thục, cảm thấy người đọc sách có mấy lời nói đến rất dối trá hỗn trướng, tỉ như bỏ sinh mà lấy nghĩa người vậy. Có mấy lời thì nói đến cũng không tệ lắm, tỉ như đi trăm dặm người nửa tại chín mười, thật sự là đem đạo lý cho thuyết phục thấu. Đầu kia thổ hoàng sắc thần lằn, chính ghé vào ngưỡng cửa phơi mặt trời, lúc này khi nó vắng lặng đứng im, liền khôi phục chân thân, tia sáng chiếu rọi bên dưới. Chỉ thấy nó tỏa ra ánh sáng lung linh, trong suốt sáng long lanh, thân thể toàn thân giống một khối lưu ly. Sát vách sân nhỏ trong phòng, áo đen thiếu nữ Ninh Diêu lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích thai tức trạng thái. Không lấy miệng mũi xịt hút, như hài nhi còn tại bào thai bên trong, thần khí về cây mà dừng niệm. Tuyết trắng vỏ kiếm nội, phi kiếm như nhặt được đại xá, chậm rãi ra khỏi vỏ sau, nó tại chủ nhân bốn phía nhẹ nhàng bay lượn. Y như là chim non nép vào người Chi Ôn thuần thân mật, lại có thiếu nữ quần áo tung bay rất chi mỹ cảm. Nó cũng không phải là lung tung phi hành, mà là linh tê vẽ bùa đồng dạng. Vì chính tại chữa thương chủ nhân tạo nên một khối tốt nhất phong thủy chi địa. Quả nhiên, không có chút nào hô hấp dấu hiệu thiếu nữ, bốn phía khí tức mãnh liệt tràn vào trong cơ thể nàng. Nàng như thôn tính nước, điên cuồng hấp thu phương này giữa thiên địa bổn nguyên linh khí. Thế là giờ khắc này, tiểu trấn tĩnh mịch nặng nề, cùng nhà này tòa nhà phong sinh thủy khởi, cấu thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngoài trấn nhỏ phương nam bên khe suối, có cái tướng ngũ đoàn hán tử, mày rậm mắt to, nhuệ khí bức người. Hở ngực lộ bụng, cầm trong tay thiết chùy đang đánh sắt, một chùy xuống dưới, tia lửa tung tóe, cả phòng quang huy. Vô số lấm ta lấm tấm hỏa quang, tại trống trải trong phòng khắp nơi tán loạn, chói lọi hùng vĩ. Một lần vung mạnh nện, liền có thể ném ra một bức tranh. Hán tử đối diện, đứng đấy một cái ghim đầu nhẹ nhàng thoải mái bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nàng choàng kiện hoàng ngưu bằng da che đậy bào. Phòng ngừa đốm lửa nhỏ bắn tung tóe đến trên người, bình thường vải bông quần áo rất dễ dàng bị đốt xuyên ra từng cái lỗ thủng đến. Làm một lần đánh về sau, ngàn vạn điểm đốm lửa nhỏ đột nhiên trong phòng toàn bộ đình trệ. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ nhíu mày hỏi, "Cha?" Hán tử trầm giọng nói, "Đổi lấy ngươi đến đập kiếm đầu, vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện ngươi thần ý." Thiếu nữ thả xuống cái kia cây lão kiếm đầu, đẩy ra trước người hai bên đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ bị nàng tiện tay vẫy lui, một cái tác động đến nhiều cái. Vốn nên đứng im tại thời gian trường hà bên trong đốm lửa nhỏ, không ngừng đụng chạm lấy đốm lửa nhỏ. Lần lượt va chạm vào nhau, khiến cho trong phòng tia sáng lộ ra nhiễu loạn vô cùng. So sánh trong tiểu trấn những cái kia tựa như tiềm long tại uyên tuổi tiền bối, từng cái ngưng thần bình khí tĩnh tâm nhập định, thiếu nữ sở tác sở vi thật sự là quá hoành hành bá đạo chút. Nhất là làm đổi thành nàng đến vung mạnh nện về sau, thế đại lực trầm, động tác mãnh liệt. Thậm chí so với kinh nghiệm lão nói hán tử, còn muốn càng thêm cuồng dã không bị trói buộc. Mỗi một lần đánh bắn tung tóe đi ra đốm lửa nhỏ, tại chừng mực ở trong cũng không biết biến mất. Cho nên lần lượt điệp ra về sau, lít nhà lít nhít đốm lửa nhỏ như sáng chói sao dày đặc, bao vây trên không trung. Đúc kiếm chi thất, đốm lửa nhỏ ức vạn. Nam tử gắt gao tiếp cận cái kia cây đỏ bừng kiếm phôi tử, trầm giọng phân phó nói, trong lòng mặc niệm chú kiếm kinh lai long thiên. Thiếu nữ khí thế bỗng nhiên hạ xuống, thấp giọng nói, "Cha." Nam nhân nổi nóng nói, "Làm cái gì?" Thiếu nữ khí thế lại hàng, rụt rè nói, "Giữa trưa ăn đến ít, đói bụng, nện bất động." Nam nhân càng thêm nổi giận, nếu như không phải tại đúc kiếm, kém chút liền muốn dạy dỗ mắng chửi người. Rõ ràng là để ngươi đọc sách liền cùng đòi mạng ngươi đồng dạng, tìm cớ gì? Khuê nữ ngươi này khẩu vị, đói cũng rất bình thường, thật đúng là không phải lấy cớ. Thiếu nữ vụng trộm cười, ngoài miệng nói đói, kỳ thật động tác trên tay không có chút nào yếu bớt. Trong một chớp mắt đột nhiên nảy ra ý tưởng, thiếu nữ hét lớn một tiếng sau, dốc hết toàn lực một chùy nện xuống, trời xui đất khiến nói, "Đi ra cho ta." Lần này bắn tung tóe đi ra đốm lửa nhỏ, cực kỳ phong phú, càng chướng mắt. Hán tử trên mặt bất động thanh sắc, thầm nghĩ, xong rồi. Cô sán nhà sân nhỏ, phụ nhân chậm rãi tỉnh lại, đau đầu như nứt, tại hài tử nâng ngồi xuống về ghế dài. Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu chính tại nhắm mắt dưỡng thần, trong tay áo ngón cái ngón trỏ chậm rãi kết động. Phụ nhân Cố Thị đem nhi tử đặt tại chính mình bên cạnh ngồi, nhẹ giọng hỏi nói, "Tiên trưởng, chuyện gì xảy ra?" Lão nhân không có mở mắt, nói, "Lão phu thu tốt đồ đệ, ngươi có đứa con trai tốt. Cố Thị ngươi liền an tâm chờ lấy mẫu bằng tử quý đi." Phụ nhân vui mừng quá đỗi, lệ nóng doanh tròng, ôm lấy hài tử, tinh tế vỡ nát nhìn nó nói, "Hài tử cha hắn, ngươi có nghe hay không, chúng ta Cố Xá nhất định sẽ có triển vọng lớn." Lưu Chí Mậu đột nhiên ồ lên một tiếng, kinh ngạc lên tiếng, mở mắt cúi đầu quan sát lòng bàn tay đường vân. Tựa như chuyển hướng đi ra một đầu mới đường, nói một mình nói, "Đây là vì sao?" "Không nên, thiếu niên không chết, ngược lại là cái kia tiên gia con cháu, không hiểu thấu chết rồi." Lão nhân không thể không đứng người lên, ở trong viện chậm rãi dạo bước. Bấm ngón tay nhanh chóng, phế vật, thua bởi một cái trợ búa tay của thiếu niên bên trong. Vân Hà Sơn vất vả gót nhặt xuống ngàn năm danh vọng, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Phụ nhân thấp thỏm bất an nói, lão tiên trưởng, đã nhà chúng ta sán mà đã bái sư, không bằng liền bỏ qua Trần Bình An. Lão nhân gầm thét nói, lòng dạ đàn bà, thật muốn có một bộ lòng từ bi, người ta bắt đầu thấy lúc, liền không nên nổi sát tâm ý nghĩ. Lúc này đến cùng lão phu giả bộ nữ Bồ Tát, muốn mặt không biết xấu hổ. Phụ nhân bị mắng mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nhu nhu ẩy ẩy không dám nói nửa chữ. Lão nhân còn không hết tức, đưa tay chỉ phụ nhân mắng to, hương giã thôn phụ, kiến thức thiển cận. Về sau cố sán theo ta trở về thư giản hồ sau, mẹ con các ngươi gặp nhau số lần. Tuyệt đối không thể quá mức thường xuyên, để tránh ảnh hưởng hắn tu hành, nhưng có dị nghị. Phụ nhân tranh thủ thời gian khoát tay nói, không dám. Lão nhân ánh mắt âm trầm. Phụ nhân ngẩn người, rất nhanh hồi lại thần, vẻ mặt cầu xin, đáng thương nói, không có dị nghị, tuyệt đối không có. Lão nhân dùng sức vung tay áo, hừ lạnh nói, tức chết lão phu. Lúc trước mắt thấy phụ nhân coi như có chút độc đáo phong vận, vừa mới có đưa nàng thu làm thiếp thân nô tỳ ý nghĩ. Nàng liền biểu hiện được như thế tục không chịu được, đáng đời nàng bỏ lỡ một phần có hy vọng đi vào tu hành ngưỡng cửa phúc khí. Lão nhân đột nhiên như lâm đại địch, nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên này phương thiên địa bị người vì đứng im vì chừng mực là thế gian rất nhiều tiểu động thiên một loại. Lục địa thần tiên, kim thân La Hán cũng đừng hòng mở ra mà thành. Loại đại thần thông này, có thể nói đang phong tạo cực, tuy nói ở mức độ rất lớn quy công cho đại trận kia, nhưng y nguyên để cho người ta rất cảm thấy kính sợ kính nể. Thử nghĩ một chút, chỉ cần thân ở này phương thiên địa bên trong, cho dù ngươi là tiên Phật thần ma quỷ quái, tới đây đều là cần hướng ta đập đầu, đó là loại nào cảm thụ? Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu nằm mộng cũng nhớ muốn đạt tới này các loại độ cao. Thuật cao chớ dùng. Tới ngươi quỷ đi, Lưu Chí Mậu hận không thể có này tiểu động thiên về sau, đem Phật Đà, Đạo Tổ, Nho Giáo giáo chủ ba vị này thứ tam đại đệ tử toàn bộ kéo vào được, không dám nói muốn bọn hắn cúi đầu xoay người, tốt xấu mọi người cùng nhau bình khởi bình tọa, đồng bối tương xứng. Lưu Chí Mậu không có dấu hiệu nào mà phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng bàn tay cũng máu tươi bắn tung tóe, giống như là bị người dùng lợi khí dùng sức cắt ra một cái rãnh máu. Cái tay còn lại bên trên cũng không tự chủ được địa hiện ra cái kia trắng bát, mặt nước gợn sóng hỗn loạn, hắc tuyến tán loạn, bốn phía đụng vách tường. Lão nhân không chút do dự, trong lòng bàn tay chồng nơi tay lưng, thân là đạo gia bảng môn bên trong người. Lại lấy nho ra thở dài hành lễ, khẽ cong đến cùng, cực kỳ thành kính, run giọng nói: "Tư giản hồ Thanh Hạp đảo đảo chủ Lưu Chí Mậu, khẩn cầu Tề tiên sinh thương hại vãn bối chân thành lòng cầu đạo. Nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng tiên sinh đại nhân, thánh nhân không nhớ tiểu nhân." Sau một hồi lâu, nhanh chóng rời đi. Bốn chữ như sấm mùa xuân nổ vang tại vị này chân quân bên tai. Lưu Chí Mậu cuồng hỉ nói: "Tiên sinh yên tâm, vãn bối cái này mang theo Cố thị mẫu tử rời đi tiểu trấn." Một mực lấy vãn bối tự cho mình là lão nhân nhớ lại một chuyện, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, vãn bối trên người cái này hai túi tử kim tinh đồng tiền, ứng nên xử trí như thế nào?" Uy nghiêm tiếng nói lại lần nữa vang lên, một người một vật, vừa lúc là hai phần cơ duyên, lưu tại trong viện là đủ. Trong vòng 30 năm, không cho ngươi rời đi thư giản hồ nửa bước. Lưu Chí Mậu như chút được gánh nặng, lần này cuối cùng không có như vậy nịnh nọt, cố ý đi nho sinh vái chào lễ, mà chỉ là đánh cái trang trọng đạo ra chắp tay, trưởng giả ban thưởng không dám từ. Tề tiên sinh đại ân đại đức, vãn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng, suốt đời khó quên. Tại cái này về sau, Tề Tĩnh Xuân âm thanh cũng không xuất hiện, chừng mực cũng rất nhanh biến mất theo. Lưu Chí Mậu không nói nhảm, lập tức để Cố thị mang theo Cố Sán theo hắn rời đi tiểu trấn. Cố thị đang muốn nói chuyện, liền bị Lưu Chí Mậu một cái hung ác đến cực điểm ánh mắt chừng đi qua. Dọa đến phụ nhân câm như hến, Lưu Chí Mậu móc ra hai cái túi, mặc dù trong lòng có chút lưu luyến không bỏ, nhưng là vị này chí tại một cái danh xứng với thực chân quân đầu hàm bàng môn đạo nhân, vẫn là không chút do dự địa đặt ở trên ghế dài, chỉ là vừa đi đến tiểu viện thời điểm. Lưu Chí Mậu đột nhiên hỏi, nhà các ngươi có hay không lưu lại cái gì lão vật? Cố thị mờ mịt, lấm la lấm lét Cố Sán lập tức nhắc nhở nói. Cha không phải lưu lại cái đa bảo các nha, chính là giấu ở gầm giường bên dưới hít bụi cái kia. Lưu Chí Mậu hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời liền để phụ nhân dẫn đường, đi tìm tòi hư thực. Đã vị kia thánh nhân công nhận Cố Sán bản thân tức là cơ duyên, vậy liền mang ý nghĩa đứa bé này có thể mang đi thuộc về chính hắn cơ duyên. Về phần những cơ duyên này cuối cùng thuộc về tại trên tiểu trấn, chỉ sợ Thiên Vương lão tử tới cũng phải nghe Tề Tĩnh Xuân, nhưng đã đến thư giản hồ nhưng liền không nói được rồi. Rốt cục không người trông coi, Cố Sán đợi đến hai người vào nhà sau, một tay một chảo nhấc lên hai cái túi, nhẹ nhàng rút ra chốt cửa, nhanh chân chạy vội hướng đê bình ngõ hẻm một chỗ khác. Trong phòng, phụ nhân Cố thị quỳ gối trên mặt đất, thăm dò vào gầm giường đi chuyển cái dương. Cái dương không lớn cũng rất chìm, có chút tốn sức, chuyển cho nàng thở hồng hộc. Kết quả nàng đẫy đà bờ mông bị Tiệt Giang chân quân hung hăng đá một cước, lão nhân trêu chọc nói: "Cố thị, ngươi thua thiệt tại ngày sau bảo dưỡng bên trên, bất quá chỉ bằng cái này, tại Thanh Hạp đảo làm nhị đẳng nha hoàn, có chút miễn cưỡng. Bất quá khi tam đẳng nha hoàn, dư xài, lão phu nhìn ngươi là không lọt nổi mắt xanh,
Bất quá Thanh Hạp đảo bên trên, ngược lại là có mấy vị khách khanh tán nhân. Nói không chừng tốt ngươi này một thanh, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo tranh thủ, chớ có e lệ, uổng phí bỏ lỡ một cọc phúc duyên. Phụ nhân thân thể có chút cứng ngắc, nàng lúc này hơn phân nửa thân thể còn tại gầm giường, thấy không rõ biểu lộ. Đi đến một đầu cửa ngõ, Tề Tĩnh Xuân đối với Trần Bình An nói rằng: "Thái Kim Giản cùng Phù Nam Hoa, cứ giao cho ta xử trí. Bây giờ ngươi có mảnh này tổ ấm lá hoè, thì càng không nên xem thường sinh tử, hảo hảo sống sót mới là đối với cha mẹ ngươi lớn nhất hồi báo. Còn về sau Vân Hà Sơn, Lão Long Thành cùng Tiệt Giang chân quân tam phương thế lực, ta không dám nói bọn hắn mãi mãi sẽ không tìm ngươi gây chuyện, nhưng là trong vòng 10 năm chắc chắn sẽ không đến gây sự với ngươi. Vận khí tốt, ngươi vẫn là cái trợ búa bình dân, cũng có thể 30 năm bình yên vô sự." Tề Tĩnh Xuân cười nói, cũng không cần đối với tiểu trấn trong lòng còn có kiêng kỵ. Về sau qua không được bao lâu, hẳn là liền không còn những cái kia tính kế. Nếu như ngươi nếu muốn 20-30 năm cuộc sống an ổn, không ngại ngay ở chỗ này tìm cô nương cưới, thành gia lập nghiệp là được. Nếu như muốn đi tiểu trấn bên ngoài, kiến thức một chút chân chính thiên địa cảnh tượng, cũng là chuyện tốt. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, là chúng ta người đọc sách chuyện ắt phải làm. Ngươi về sau liền sẽ phát hiện, tại trên tiểu trấn là đọc sách khó, bước đi dễ dàng, đến bên ngoài đầu. Rất nhiều người đọc sách là mua sách, đọc sách, tàng thư đều rất dễ dàng, coi như là không thích đi xa đường. Ngại chịu khổ, cái gọi là phụ cháp du học, bất quá là đón xe dạo chơi ngoại thành thôi. Thiếu niên kinh ngạc nói, Tề tiên sinh, bước đi cũng coi như chịu khổ. Tề Tĩnh Xuân thoải mái cười to, không nói trước tiểu trấn bên ngoài, chỉ nói bên cạnh tốt, ngươi gặp qua Phúc Lộc Nhai. Đào Diệp ngõ hẻm có mấy đứa cùng tuổi người, cùng ngươi dạng này đầy khắp núi đồi chạy loạn. Thiếu niên gật đầu nói, thật đúng là. Tề Tĩnh Xuân nghĩ nghĩ, đưa tay rút ra cắm ở trên búi tóc một cây bích ngọc châm gài tóc, xoay người đưa cho Bần Hàn thiếu niên. Coi như là ly biệt lễ vật tốt, cũng không phải là quý giá vật, cũng không tiên gia vật phẩm, yên tâm thu xuống. Kỳ thật ta giống như ngươi, từng là ngõ hẹp thiếu niên, hăng hái khổ đọc, kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, long đong. Đương nhiên cũng có đủ loại gặp gỡ, lúc này mới tiến vào Sơn Nhai thư viện, bái sư cầu học cái kia đoạn thời gian. Là ta Tề Tĩnh Xuân đời này vui vẻ nhất tuế nguyệt, về sau tiên sinh rời núi thời điểm, liền giao cho ta cái này cây châm, xem như đối ta một loại mong đợi cùng nhắc nhở, chỉ tiếc bây giờ quay đầu lại nhìn. Qua nhiều năm như vậy, ta làm một mực không tốt, tin tưởng nếu như tiên sinh tại thế, nhất định sẽ thất vọng. Thiếu niên nào dám đón lấy phần này lễ vật? Cái này cây bích ngọc cây châm, tựa hồ còn ẩn chứa Tề tiên sinh cùng hắn tiên sinh sư đồ tình nghĩa, tình ý nặng không phải nói, huống chi lễ cũng không nhẹ. Thiếu niên lại không kiến thức, đến cùng cũng là đốt ngự dụng sứ xuất thân nhân vật, đối với một kiện đồ vật tốt xấu, vẫn còn có chút dám thưởng lực. Tề Tĩnh Xuân ấm giọng nói, lưu tại ta chỗ này, ân sư di vật liền muốn theo ta cùng một chỗ mai một. Còn không bằng chuyển tặng cho ngươi, huống chi ngươi nhưng thật ra là vô công bất thụ lộc. Ta tại tiểu trấn dừng lại gần 60 năm, một mực có cái cẩn thận kết, không được tháo ra, đáng tiếc ân sư đã qua đời. Vốn cho là đời này đều sẽ không chiếm được đáp án, là ngươi trong lúc vô tình giúp ta giải hoặc. Cho nên ta đem cái này cây châm đưa ngươi, về tình về lý tại lễ, đều rất thích hợp. Trần Bình An, chỉ có thể giúp ngươi cầu đến một mảnh lá hoè, vô pháp cho ngươi lại nhiều cơ duyên. Thiếu niên hai tay tiếp nhận cái kia cây chất liệu phổ thông ngọc châm, ngẩng đầu chân thành nói, tiên sinh đã làm rất nhiều. Tề Tĩnh Xuân cười cho qua chuyện, mắt thấy thiếu niên bị tự thuyết phục thu xuống cây châm. Liên thiếu một khối tâm bệnh, cây châm xác thực phổ thông bình thường, nhưng đến thực chất là ân sư di vật, có thể đưa tặng cho một cái không có nhục ngọc châm minh văn thiếu niên, rất tốt. Cho nên Tề Tĩnh Xuân cuối cùng căn dặn nói, Trần Bình An, nhớ kỹ, về sau mặc kệ gặp được cái gì, ngươi cũng không cần với cái thế giới này mất đi hy vọng. Nê Bình ngõ hẻm một tòa nhà đầu ngõ, có cái treo nước mũi ngang bướng hài tử. Chính tại hung ác đạp cửa, hùng hùng hổ hổ, nước bọt văng khắp nơi, Trần Bình An. Lại không cút ra đây, ta tìm người chém chết ngươi, đem ngươi nhà một đống rách dưới đều đập. Ta biết rõ ngươi ở nhà, bận bịu cái gì đâu. Chẳng lẽ là đang cùng Tống Tập Tân tiểu tức phụ, cùng Chỉ Khuê tại cái kia cái gì? Ban ngày, cũng không hiểu được chiếu cố một chút Tống Tập Tân cảm thụ. Tốt tốt tốt, không ra đúng không, ta đi, ta thật là đi. Ta đi lần này, ngươi này đời liền băng muốn gặp lấy ta rồi, ta những bảo bối kia, lúc đầu nghĩ đến đều lưu cho ngươi, Trần Bình An, mau ra đây. Chẳng biết tại sao, mắng cuối cùng, hai tử vậy mà mang theo chút giọng nghẹn ngào, hung hăng đem hai đầu con sen rút về hang ổ. Cô San bỗng nhiên cảm thấy sọ não một hồi đau nhức, tranh thủ thời gian quay người nhìn lại. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt khổng hậu, hai tử chửi ầm lên nói, Trần Bình An, ngươi đại gia. Dây cỏ thiếu niên sắc mặt khó coi, cô San tranh thủ thời gian gió chiều nào che chiều ấy mà bồi thêm một câu, thân thể có khỏe không? Nước chảy mây trôi, chuyển hướng như ý, không chút nào cứng nhắc. Quen thuộc cái này thằng danh con không tim không phổi, dẫn theo cái mới bình gốm Trần Bình An tức giận nói, có được hay không, ngươi còn không biết rõ. Cô San ý thức được mình còn có chính sự, tranh thủ thời gian đem Trần Bình An kéo tới cửa sân miệng.
sau đó đem hai cái thêu công tinh mỹ cái túi một mạch nhét vào Trần Bình An trong tay. Hai tử đè thấp giọng tin tức nói, còn nhớ rõ ta năm ngoái cùng ngươi muốn đầu kia con lươn nhỏ không? Trần Bình An một đầu sương mù, cầm chữ nặng cái túi, đồ vật cũng không lạ lắm. Lúc đó cưỡng ép mua đi đầu kia màu vàng kim cá chép thiếu niên mặc áo gấm, sau đó liền chuyên đưa một cái túi đồng tiền cho mình. Trần Bình An nhìn chung quanh, nê bình ngõ hẻm hai đầu cũng không có đức hạnh người, vẫn là tranh thủ thời gian mở cửa. Đem Cố Sán mang vào sân nhỏ, đem bình gốm để ở một bên sau, gọn gàng dứt khoát hỏi. Có người xứ khác cùng ngươi mua đầu kia cá trạch, đúng không đúng? Cố Sán, ta khuyên ngươi ngàn vạn chớ bán. Đánh chết đều chớ bán, ngươi không phải nghĩ đến về sau để nương vượt qua ngày tốt lành à, ngươi nhất định phải giữ lại đầu kia cá trạch, có biết rõ không? Cố Sán oa một chút liền khóc thành tiếng, hai tay bắt lấy Trần Bình An tay áo, nghẹn ngào nói. Ta nghĩ đem cá trạch trả lại ngươi, thế nhưng là mẫu thân không cho, còn đánh ta một cái tát. Mẫu thân từ nhỏ đến lớn cũng không đánh qua ta, còn có cái kia kể chuyện tiên sinh, không biết là thần tiên vẫn là quỷ quái, dọa người cực kỳ. Đầu tiên là đem ta cho dẫn tới trong chén trắng, sau đó đầu kia cá trạch lập tức liền trở nên rất rất lớn. So nhà ta chung đựng nước còn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Trần Bình An một tay bịt hài tử miệng, sắc mặt nghiêm túc trừng mắt nói, cá trạch đưa cho ngươi, liền là của ngươi. Cố Sán, ngươi có còn muốn hay không về sau để ngươi mẫu thân qua ngày tốt lành? Có thể mỗi ngày đều ăn được thịt, để ngươi nương dùng tới son phấn bột nước, mua loại kia sờ lên chân mượt tơ lụa y phục. Cố Sán hít mũi một cái, dùng sức gật đầu. Trần Bình An buông tay ra, ngồi xổm người xuống, hỏi, hai túi tử tiền là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là ngươi trộm lấy ra? Cố Sán con ngươi đảo một vòng, vừa định gạt người, Trần Bình An cùng hắn quan hệ thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Tiểu Vương bát đản mân mê cái mông liền biết rõ kéo cái gì cứt, trực tiếp lại thưởng Cố Sán một cái hạt rẻ, tàn khốc nói, lấy về. Cố Sán cưỡng tính tình cũng nổi lên, liền không. Trần Bình An cho tức giận đến sắc mặt xám xanh, nâng tay lên liền muốn đến cái hàng thật giá thật hạt rẻ. Chỉ bất quá nhìn thấy hài tử chết cưỡng biểu lộ, Trần Bình An lại có chút mềm lòng. Chậm chậm ngữ khí, nghĩ nghĩ, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cố Sán liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, không phủ nhận đứa bé này bình thường để cho người ta hận đến nghiến răng. Nhưng xác thực thông minh sớm thông minh cực kỳ, từ lão hoè thụ đến thiết tỏa tỉnh. Lại đến nê bình ngõ hẻm sân nhỏ, đem cái kia kể chuyện tiên sinh muốn thu hắn làm đồ đệ kỳ ngộ. Cho Trần Bình An nói rõ ràng minh bạch, Trần Bình An giờ khắc này trong lòng đại khái nắm chắc. Cố Sán hơn phân nửa chính là trên tiểu trấn chính mình đạt được tổ ấm lá hoè một trong những nhân vật. Mộ tổ bốc lên khói xanh cũng tốt, giống Tề tiên sinh lục đạo trưởng nói tới có cơ duyên phúc khí cũng được. Cố Sán hẳn là sẽ bị cái kia kể chuyện tiên sinh mang rời khỏi tiểu trấn. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia tiệt giang chân quân Lưu Chí Mậu, Trần Bình An liền tiếng lòng căng cứng, dựa theo Tề tiên sinh thuyết pháp, người này phẩm hạnh thực sự thấp kém. Càng muốn đem hơn chính mình trừ cho sướng, không tiếc dùng tới tiên gia thần thông để hãm hại chính mình cùng Thái Kim Giản. Cố Sán nhận người này làm sư phụ, thật sự là chuyện tốt. Bước quá lui một bước nói, người này nguyện ý thu Cố Sán làm đồ đệ, mà không phải hãm hại lừa gạt. Hoặc là ép mua ép bán, có hay không có thể nói rõ Cố Sán tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Danh ma quỷ quái hài tử trong mắt nhanh quay ngược trở lại, thừa dịp Trần Bình An suy nghĩ vấn đề thời điểm. Thình lình nắm lên Trần Bình An trong tay hai cái túi tiền, lập tức đánh tới hướng trong phòng, sau đó xoay người chạy. Kết quả bị Trần Bình An một phát bắt được gáy cổ áo miệng, kéo về nguyên chỗ. Cố Sán hai tay ôm đầu, dáng vẻ đáng thương. Trần Bình An mặc dù đem hài tử cưỡng ép lôi trở lại, nhưng là xử trí như thế nào, do dự, dính đến sự tình quá lớn. Trần Bình An rất sợ làm ra lựa chọn sai lầm, làm hại Cố Sán cùng hắn mẫu thân bị liên lụy. Nếu chỉ là chuyện của mình, cái này không nơi nương tựa dày cỏ thiếu niên, chỉ sợ cũng muốn gọn gàng mà linh hoạt rất nhiều. Áo đen thiếu nữ không biết khi nào đã xuống giường, đứng tại cánh cửa sau đầu. Mẹ ta đã từng nói, mọi người có mọi người duyên phận, đứa bé này vừa nhìn chính là tai họa di ngàn năm. Về sau cũng không thiếu vận khí cướp cho cái chủng loại kia người. Cố Sán nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian đem hai đầu nước mũi lau. Tết miệng, lộ ra thiếu răng quang cảnh, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói. Tỷ tỷ dung mạo ngươi thật tuấn, dáng dấp cùng nhà ta nhị tỷ giống như đúc. Chỗ này nhỏ, đi nhà ta ngồi một chút. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, mẹ ngươi lúc nào gả cho ngươi cha? Bị vạch trần sau hài tử lập tức liếc mắt, đổi một loại sắc mặt cùng ngữ khí, chậc chậc nói. Trần Bình An, có thể a tiền đồ, lúc nào lừa lấy cái bà nương về nhà? Muốn ồn ào động phòng sao? Đáng tiếc ta là không dự được, bằng không ta nhất định ngồi xổm góc tường cây, nghe các ngươi trên giường thần tiên đánh nhau. Trần Bình An một bàn tay đặt tại Cố Sán trên đầu, đối với áo đen thiếu nữ áy náy nói, hắn cứ như vậy, đừng tức giận. Thiếu nữ liếc mắt hài tử, hùng dạng. Cố Sán đang muốn phát huy một chút gia truyền bản sự, phát giác được trên đầu mình bàn tay, lặng lẽ tăng thêm lực đạo. Lập tức ôm yếu, hữu khí vô lực nói, tỷ tỷ dung mạo ngươi như thế thủy linh, nói cái gì đều đúng.
áo đen thiếu nữ không có phản ứng đứa nhỏ này, quay đầu nhìn về Trần Bình An, chứa thầm ý nói. Cái kia hai túi tử đồng tiền, ngươi tốt nhất thu xuống, tránh khỏi về sau trở mặt thành thù. Mà lại đứa nhỏ này tương lai một khi tu đạo có thành tựu, ngươi hôm nay không cho hắn ít một chút áy náy, vô cùng có khả năng làm hại hắn đạo tâm bất ổn, dẫn đến ngoại hóa thiên ma nhân cơ hội mà vào. Lời này Cố Sán thích nghe, đối với vị tỷ tỷ kia duỗi ra ngón tay cái. Đầu tóc lớn, kiến thức cũng lớn, quả nhiên so sát vách cái nào đó tiểu nương môn đáng tin cậy. Áo đen thiếu nữ nhíu mày đầu, đúng là vui vẻ tiếp nhận. Nê bình ngõ hẻm nơi xa, vang lên một tiếng vô cùng lo lắng gầm thét, Cố Sán. Hai tử sắc mặt hơi trắng, đi đi, Trần Bình An, ta đi à. Ngoài miệng nói muốn đi, kỳ thật hài tử chính mình cũng không có ý thức được, bắt lấy Trần Bình An năm ngón tay càng dùng sức. Khả năng trong tiềm thức, Cố Sán sớm đã đem Trần Bình An xem như mẫu thân bên ngoài, thân nhân duy nhất. Trần Bình An mang theo hài tử đi ra sân nhỏ, ngồi xổm người xuống, lặng lẽ nói rằng. Cố Sán, nhớ kỹ cẩn thận sư phụ ngươi. Còn có, chiếu cố tốt người mẫu thân, nam tử hán đại trượng phu, ngươi mẫu thân về sau chỉ có thể dựa vào ngươi, đừng đều khiến nàng lo lắng. Cố Sán ừ một tiếng. Trần Bình An còn nói, đến bên ngoài, làm nhiều chuyện ít nói chuyện. Bao ở chính mình cái miệng này, ăn chút thua thiệt liền ăn chút thua thiệt, đừng luôn muốn ngoài miệng đòi lại tiện nghi, người bên ngoài, không giống chúng ta, sẽ rất mang thù. Hai tử đỏ lên con mắt, làm trái lại nói, chúng ta bên này người, cũng thù rất dai, liền ngươi không phải. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, nhất thời không nói gì. Trần Bình An đột nhiên bừng tỉnh, trầm giọng hỏi, Cố Sán, ngươi có hay không cầm tới một mảnh lá huệ? Nếu như không có, Trần Bình An không cảm thấy Cố Sán là được tiên gia cơ duyên. Nói không chừng cái kia kể chuyện tiên sinh đến, chính là một chương bùa đòi mạng. Hai tử vừa nghe đến cái này liền sẽ tức, soạt một chút từ trong túi quần móc ra một số lớn. Không biết rõ cái nào đáng đâm ngàn đao hỗn trướng, vụng trộm hướng ta trong túi quần lấp nhiều như vậy rách dưới lá cây. Ta cũng là vừa rồi chuồn êm xuất ra thời điểm, giấu cái kia hai túi tử tiền mới phát hiện, không phải Triệu Tiểu Bàn. Chính là Lưu Mai cái kia tiểu nha đầu. Nếu là cho mẹ ta giặt quần áo thời điểm nhìn thấy, cũng không lại được mắng ta không bớt lo. May mà ta cái này liền muốn rời khỏi, không phải nhìn ta không lén lút hướng bọn hắn hầm cầu bên trong nền tảng đá. Hai tử mắng hang say, Trần Bình An đầu tiên là trợn mắt hốc mồm. Sau đó như chút được gánh nặng, mắt thấy gia hỏa này muốn dùng sức hướng trên mặt đất ném. Tranh thủ thời gian ngăn cản đứa nhỏ này cử động, vô cùng thần sắc ngưng trọng nói, Cố Sán, cất kỹ bọn chúng, nhất định phải cất kỹ. Nếu như có thể mà nói, những này cây hòe lá cây, tốt nhất liền người mẫu thân cũng không cần cho hắn nhìn thấy, cái này rất có thể là vì nàng tốt. Hai tử mờ mịt, nhưng vẫn là gật đầu nói, được rồi. Trần Bình An thở phào thở ra một hơi, nói một mình nói, cái này ta là thật yên tâm. Cố Sán đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, dùng sức dùng bộ não dập đầu một chút Trần Bình An đầu, nghẹn ngào nói, thật xin lỗi. Trần Bình An xoa cái đầu nhỏ của hắn, cười mắng nói, ngốc dạng. Cố Sán đột nhiên tại hắn bên tai khe khẽ nói nhỏ. Trần Bình An cứ thế ngay tại chỗ. Hai tử quay người chạy đi, một bên chạy chậm, một bên quay đầu phất tay. Nghe này lão đầu tử nói, muốn dẫn ta cùng mẹ ta đi một cái gọi thư giản hồ thanh hạp đảo địa phương. Về sau ngươi nếu là lẫn vào nàng dâu cũng không cưới nổi, liền đi tìm ta, không phải ta khoác lác. Sát vách chỉ khuê loại này tư sắc xú bà nương, ta đưa tới liền đưa ngươi 17-18 cái. Trần Bình An đứng tại nguyên chỗ, gật đầu một cái. Cũng có chút thương cảm. Dù sao Cố Sán ra hỏa này, tựa như là đệ đệ của hắn, cho nên có sự tình gì, Trần Bình An đều nguyện ý để cho Cố Sán. Dây cỏ thiếu niên nhìn qua đứa bé kia thân ảnh dần dần đi xa, kinh ngạc xuất thần. Nhân sinh của hắn vốn là như vậy, chân chính để ý người, giống như thế nào cũng giữ lại không được. Nê bình ngõ hẻm bên trong thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Lão thiên gia rất hẹp hòi. Sát vách sân cửa khay khẽ mở ra, đi ra tỷ nữ Trí Khuê, nàng cao vút ngọc lập, như một gốc trong hồ nước hoa sen. Trần Bình An hỏi, lúc trước Cố Sán nói ngươi nói xấu, đều nghe thấy được. Nàng chớp chớp cặp kia thu thủy lớn mắt, nói, coi như không nghe thấy, dù sao ta cũng cãi nhau 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 không thắng bọn hắn hai mẹ con. Trần Bình An có chút xấu hổ, đành phải giúp Cố Sán cái kia thằng danh con nói tốt, hòa giải nói, kỳ thật hắn tâm nhãn không hỏng, chính là nói chuyện khó nghe chút. Chị Khuê mặt không biểu tình mà giật giật khóe miệng, Cố Sán tâm nhãn tốt xấu, ta không biết, nàng cái kia quả phụ mẫu thân, không phải cái gì đèn đã cạn dầu, ta rất xác định. Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào, đành phải cùng với nàng hiện học hiện dùng, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Nàng đột nhiên hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, Trần Bình An, ngươi thật không hối hận. Trần Bình An ngẩn người, cái gì? Chị Khuê gặp hắn không giống như là giả ngu đóng vai si, nàng thở dài, quay người trở về sân nhỏ, đóng lại cửa gỗ. Nhãn lực cực tốt Trần Bình An vẫn đứng tại ngõ hẻm trong, rốt cục nhìn thấy nơi xa Cố Sán nhà cửa sân mở ra, đi ra ba người. Trong đó mẫu tử hai người từng người đeo lớn nhỏ bọc hành lý, chậm rãi hướng đi nê bình ngõ hẻm một cái khác đầu.
Trần Bình An thậm chí rõ ràng nhìn thấy vị kia kể chuyện tiên sinh quay đầu qua, lườm chính mình một chút, ý cười nghiền ngẫm. Tại ba người thân ảnh biến mất tại hẻm nhỏ tận đầu sau, Trần Bình An trở lại chính mình sân nhỏ. Nhìn thấy áo đen thiếu nữ vậy mà đã có thể mình ngồi ở ngưỡng cửa. Thân thể của nàng xương là làm bằng sắt hay sao? Trần Bình An trước đem Tề tiên sinh đưa tặng ngọc châm, cùng cô San lấy ra hai túi tử đồng tiền, đều đặt lên bàn. Sau đó bắt đầu nấu nước, bốc dược, sắc dược, quen thuộc, không giống như là hầm lò công xuất thân. Ngược lại giống như là tại dược điếm bên trong chờ đợi rất nhiều năm tiểu nhị. Áo đen thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Buồn bực ngán ngẩm nàng đứng dậy đi vào bên cạnh bàn, nghĩ nghĩ, lại phối hợp đem Trần Bình An giấu ở một cái bình trong bụng túi tiền lấy ra. Nàng sau khi ngồi xuống, trên mặt bàn bày biện ba túi tiền cùng một cây ngọc châm. Đương nhiên còn có một cái thức thời co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh linh tính trường kiếm. Trần Bình An không có ngăn cản nàng lấy tiền, nhưng là quay đầu căn dặn nói: "Ngọc châm là Tề tiên sinh đưa cho ta, Ninh cô nương ngươi cẩn thận chút." Đại khái là sợ thiếu nữ không chú ý, Trần Bình An lại thẹn đỏ mặt nhắc nhở nói: "Thật sự phải cẩn thận." Thiếu nữ liếc mắt. Ba cái túi kim tinh đồng tiền, nghênh xuân tiền, cung dưỡng tiền, áp thắng tiền, rất khéo, vừa vặn gom góp. Thiếu nữ một tay nâng quai hàm giúp, một tay duỗi ra ngón tay, khuấy động lấy ba cái đồng tiền. Thuận miệng hỏi, chuyện của ngươi như thế nào? Có thể hay không nói cho ta một chút? Trần Bình An ngồi xổm ở cửa sổ bên kia tường cây, cẩn thận nhìn chằm chằm hỏa hầu. Lúc thỉnh thoảng lật xem một chút ba tấm phương thuốc, nghe được cha hỏi sau, phù hợp nói sao. Thiếu nữ nhíu mày nói, ngươi cũng lăn lộn đến như vậy thê thảm dụng đồng. Còn lo lắng ta nghe bí mật sau, bị ai giết người diệt khẩu. Trần Bình An, không phải ta nói ngươi. Thật sự là như ngươi loại này kẻ ba phải, ta khuyên ngươi này đời đều đừng rời bỏ tiểu trấn, nếu không chết như thế nào cũng không biết rõ. Thiếu nữ rất là buồn bã nó bất hạnh, giận nó không tranh. Loại này cứng nhắc tính cách thiếu niên, cho dù là một vị gồm cả La Hán kim thân. Thiên quân đạo thuật cường đại kiếm tiên, chỉ cần ném đến nàng quê quán bên kia, trong vòng một năm hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại hài cốt không còn. Dây cỏ thiếu niên vui tươi hớn hở nói, cái kia ta liền cho ngươi nói một chút. Thiếu nữ dùng ba ngón tay đè lại ba cái đồng tiền, ở trên bàn lau tới lau lui, thích nói. Trần Bình An liền đem Tề tiên sinh xuất hiện chuyện lúc trước đi qua, cùng thiếu nữ nói một lần, chuyện sau đó, mang tính lựa chọn nói một chút. Thiếu nữ sau khi nghe xong, mây trôi nước chảy nói, cái kia Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu. Hiển nhiên là kẻ cầm đầu, bất quá Thái Kim Giản cùng Phù Nam Hoa cũng đều không phải kẻ tốt lành gì. Nếu không phải Tề tiên sinh đi ra đảo cưỡng hồ, ngươi về sau coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát tam phương thế lực vây quét bắt giết, nói câu khó nghe, giết ngươi thật sự rất dễ dàng. Nếu như không phải tại trên tiểu trấn, đừng nói Lưu Chí Mậu, chính là cái kia Vân Hà Sơn nữ tử, một ngón tay đầu liền có thể đưa ngươi nghiền ép đến hồn phi phách tán. Trần Bình An gật đầu nói, ta biết rõ. Thiếu nữ thở phì phì nói, ngươi biết cái đếch gì? Trần Bình An không có phản bác, tiếp tục sắc dược. Nàng hỏi, ngươi sở dĩ có trận này kiếp nạn, tất cả đều là bởi vì đầu kia cá trạch, vì cái gì không nói cho đứa bé kia chân tướng? Trần Bình An lần này không có trầm mặc, cũng không có quay đầu. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ, cúi đầu nhìn lấy xanh hỏa diễm, nhẹ giọng nói, làm như vậy không đúng. Thiếu nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía cái kia bóng lưng gầy yếu, cảm khái nói. Vậy ngươi có biết rõ không, ngươi nắm đấm không cứng rắn lời nói, liền không có người sẽ quan tâm ngươi đúng sai. Thiếu niên lắc đầu nói, mặc kệ người khác có nghe hay không, đạo lý chính là đạo lý. Hắn giống như có chút không xác định, liền quay đầu cười hỏi nói, đúng không? Thiếu nữ trợn mắt đối mặt, đối với ngươi cái đại đầu quỷ. Thiếu niên hậm hực một lần nữa quay đầu qua, tiếp tục chịu dược. Áo đen thiếu nữ, gọi Ninh Diêu sứ khác cô nương, cầm lấy cái kia cây bích ngọc cây châm, ngưng thần nhìn lại, phát hiện khắc dấu có một hàng chữ nhỏ. Nàng liếc mắt gọi Trần Bình An thiếu niên. Cây châm bên trên có 8 chữ, chính là vẻn vẹn tính hơi hiểu viết văn thiếu nữ, cũng cảm thấy cực kỳ động lòng người. Sắc dược là một cái giống như là dây sâu kim mắt cẩn thận sống, Trần Bình An làm được có bài bản hẳn hoi, chìm dần trong đó. Trên người thiếu niên tản mát ra một loại không hiểu thấu vui sướng. Bất quá áo đen thiếu nữ không phải cái kiên nhẫn tốt, trên thực tế trừ bỏ luyện đao luyện kiếm, thiếu nữ đối với có sự tình gì cũng không quá sách nổi hứng thú, tuổi còn nhỏ liền ly biệt quê hương. Một mình du lịch tứ phương, rất thô ráp còn sống, cho nên đối với nhà chỉ có 4 bức tường thiếu niên nhà nhỏ. Nàng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, thật sự là chính nàng màn trời chiếu đất nhiều đi, dãi nắng dầm mưa. Nguyên bản tinh xảo đến đâu người ý tứ, cũng sẽ trở nên rất không giảng cứu. Thiếu nữ hỏi, ngươi tay phải không có chuyện gì? Tay phải dùng vải bông đầu băng bó Trần Bình An, đang dùng hai tay bưng tới một bát dược, tại thiếu nữ tiếp nhận sau, cười nói. Không có việc gì, ta về ngõ nhỏ trước đó, tìm chút thảo dược đào nát, cho vết thương đắp lên. Trước kia ta làm hầm lò công lúc ấy chấn thương cắt thương, đều dùng cái này, chăm phát chăm chúng. Là thật lâu trước đó Dương ra cửa hàng một cái lão nhân nói cho ta biết bí phương. Bất quá ta đáp ứng ban đầu lão nhân không cho phép truyền ra ngoài,
bằng không Ninh cô nương ngươi vào Nam ra Bắc, nói không chừng cần phải. Ngươi nếu là nếu muốn, ta có thể đi tìm Tìm Dương ra cửa hàng lão nhân, cùng hắn cầu một cầu. Chỉ là hôm nay đi dược điếm tương đối gấp, cũng không thấy vị lão nhân kia, chỉ hy vọng hắn là lâm thời đi ra. Thiếu nữ uống dược thời điểm, cặp kia không giống lá liễu giống như hẹp đao trường mi, hơi nhíu một chút. Nhưng vẫn là mặt không đổi sắc địa uống xong thuốc thang, đem bát sứ trả lại một bên chờ đợi giày cỏ thiếu niên sau. Nói thầm nói, kẻ ba phải, khó trách nghèo đến đinh đương vang, đáng đời bị người khi dễ. Không chờ thiếu niên kịp phản ứng, thiếu nữ lại tăng thêm một câu, chớ để ý, con người của ta nói chuyện tương đối thẳng. Thiếu nữ đại khái không biết, sau một bên câu nói này càng đả thương người. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Áo đen thiếu nữ dùng ngón cái lau rơi khóe miệng thuốc thang vệt bẩn, sau đó đoan chính tư thế ngồi. Chính trạc đàng hoàng nói, bây giờ tọa trấn này phương thiên địa thánh nhân. Cũng liền là như lời ngươi nói cái vị kia học thục tiên sinh, mặc dù có lòng giúp ngươi kết thúc công việc. Để cho ngươi sau này tính mệnh không lo, nhưng là ngươi phải biết, sức người cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm. Cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ, huống chi vị kia tề tiên sinh tình cảnh không tốt lắm. Có chút nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo ý tứ. Sợ là sợ hắn về sau không xen vào sinh tử của ngươi, ta Ninh Diêu làm người xử thế, tích thủy tri ân. Cũng sẽ dũng tuyển tương báo, chừng ta một chút, liền muốn có thủ tất báo. Sức người có tận lúc, dũng tuyển tương báo, có thủ tất báo, nê Bồ Tát qua sông. Lúc này thiếu nữ nội tâm, tràn ngập không muốn người biết kiêu ngạo, nghe một chút, ta lời nói này nói đúng không phải rất có học vấn. Chỉ tiếc Trần Bình An sát vách, liền ở vị học thức không cạn đọc sách hạt giống, cơ hồ mỗi sáng sớm hoàng hôn hai lần. Hàng xóm liền muốn tụng đọc sách thánh hiền lấy làm rõ ý chí, dựa theo Tống Tập Tân chính mình nói pháp tắc là ta thiện nuôi hạo nhiên khí. Cho nên Trần Bình An chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Đối với đọc sách nhân văn chiếu chiếu bộ kia thuyết pháp cũng không lạ lắm. Mặc dù có chút tối nghĩa từ nói, thông qua trên dưới văn đến phân tích cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình An, ý đồ từ trên mặt thiếu niên tìm kiếm ra chấn kinh, ngưỡng mộ cùng nghi hoặc. Nhưng Trần Bình An hết lần này tới lần khác là một mặt ta nghe rõ, cô nương ngươi nói cần ăn đòn biểu lộ. Thiếu nữ rất là nản chí ỉu xìu, lúc đầu hăng hái thần thái, phong mang giảm mạnh, tức giận nói: "Tỷ như ngươi cứu được ta một mạng, chuyện ta sau tự sẽ giúp ngươi giết chết lão Long thành phủ Nam Hoa, hoặc là thư giản hồ lưu chí mộng, nhưng là ngươi nếu muốn hai cái đều giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, liền phải hao tài tiêu tai. Bởi vì hai ta một trận bèo nước gặp nhau, cũng không có thâm hậu như vậy tình cảm. Cho nên ngươi cần dùng một cái túi kim tinh đồng tiền, xem như thủ lao." Thiếu nữ rất nhanh dùng ngón tay chỉ cái kia cái túi nghênh xuân tiền. "Tỷ như cái này túi, ta liền rất ưa thích, cái khác hai túi tử cung dưỡng tiền, áp thắng tiền đồng tiền kiểu dáng, không dễ nhìn, đúc văn cũng không lấy vui." Sau đó thiếu nữ có chút hất cằm lên, nếu như tại làm thành cuộc mua bán này bên ngoài, "Ngươi nguyện ý thanh toán cho hai ta cái túi đồng tiền, ta liền giúp ngươi bãi bình lão Long thành cùng Vân Hà Sơn. Đương nhiên, nếu như ta đã chết sớm tại Lưu Chí Mậu trong tay, hết thảy đừng nói, dù sao ta hiện tại tu vi không cao, võ đạo cửu cảnh. Mới vừa vặn bước lên đệ lục cảnh, xem như thuần túy võ phu thể phách trình độ bền bỉ. Còn không có thành tựu, về phần tu hành leo núi 15 trọng lâu, 15 tầng cảnh giới. Càng là chỉ tới đạt bên trong ngũ cảnh bên trong Long Môn cảnh, đan thất bên trong, ta có 6 bước đồ án. Chưa thành công vẽ rồng điểm mắt, cũng không để thiên nữ bay lên trời." Cái này Trần Bình An là thật nghe mơ hồ, một đầu sương mù. Thiếu nữ lập tức có chút thẹn quá hóa giận, cảnh giới thấp kém, một mực bị nàng cho rằng lấy làm hổ thẹn. "Trần Bình An loại này cô nương ngươi lại giải thích cho ta giải thích si ngốc bộ dáng, không thể nghi ngờ là đâm trúng thiếu nữ nhất chỗ thương tâm." Nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt âm trầm, Trần Bình An chính là đồ đần cũng biết rõ tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề, "Vì sao cô nương ngươi lúc trước bị thương nặng như vậy, hiện tại tựa như khỏi hẳn hơn phân nửa?" Thiếu nữ mặt mày thấp liễm một chút, hai tay vào ngực, tiếng nói khàn khàn nói: "Ngay lúc đó thật là sắp chết, nếu như lục đạo trưởng cũng không cứu xuống ta, ta liền muốn. Dù sao ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, ta lại càng không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, để ngươi xuất ra ba cái túi kim tinh đồng tiền. Ta Ninh Diêu một cái mạng, ở đâu là Lưu Chí Mậu chi lưu có thể đẹp ngang, cho nên là ta không đúng. Ngươi coi như ta cũng không nói gì, chờ ta rời đi tiểu trấn về sau, ta sẽ hết sức nỗ lực. Tranh thủ giúp ngươi giải quyết những cái kia nỗi lo về sau, như là ta cảnh cáo nói ở phía trước. Ta Ninh Diêu sẽ chỉ làm theo khả năng, không hiểu ý biết hẳn phải chết y nguyên đi cùng người liều mạng, đổi mệnh." Đại khái là thiếu nữ cúi đầu nhận sai, quá mức hiếm có khó được, cho nên nàng tâm tình cực kỳ thất lạc. Trần Bình An hỏi, "Cung dưỡng tiền là cái nào cái túi?" Thiếu nữ chỉ trong đó một cái vàng óng ánh thơ túi. Trần Bình An từ giữa đầu xuất ra ba cái đồng tiền, giữ tại trong lòng bàn tay sau. Lấy tay cánh tay đem ba cái túi quét ngang đến thiếu nữ trước người, cười nói, "Những này, đưa cho ngươi." Thiếu nữ trợn mắt hốc mồm, thật lâu hồi thần sau, hỏi, "Trần Bình An, ngươi khi còn bé đầu óc bị cánh cửa kẹp?" Trần Bình An bất đắc dĩ nói, "Không, khi còn bé giúp người chăn trâu thời điểm, thường thường bị đuôi trâu vung qua."
thiếu nữ bỗng nhiên giận tím mặt, vỗ bàn một cái, chất vấn nói, ngươi có phải hay không ưa thích ta? Trần Bình An ngây ra như phỗng. Thiếu nữ nhếch miệng cười một tiếng, hướng Trần Bình An duỗi ra ngón tay cái nói, nhãn quang không sai. Sau đó nàng uốn lượn ngón tay cái, chỉ hướng chính mình, thần thái sáng láng nói. Như là ta nhưng sẽ không đáp ứng, ta Ninh Diêu ưa thích nam nhân, nhất định phải là toàn bộ thiên hạ lợi hại nhất kiếm tiên. Toàn bộ thiên hạ, lợi hại nhất, đại kiếm tiên. Cái gì đạo tổ Phật Đà, cái gì nho gia chí thánh, tại hắn một kiếm trước đó, cũng phải cúi đầu, cũng phải nhường đường. Trần Bình An mặt đỏ lên, gãi gãi đầu nói, Ninh cô nương ngươi hiểu lầm, ta không có thích ngươi. Thiếu nữ nhíu mày, nghĩ nghĩ, nàng thân thể nghiêng về phía trước, nheo lại một chút, nâng lên một tay. Ngón cái ngón trỏ ở giữa trống đi hơn tấc khoảng cách, chột dạ hỏi, như thế chút ưa thích, cũng không có. Trần Bình An chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên định nói, không có, Ninh cô nương ngươi yên tâm. Thiếu nữ thu tay lại, trùng điệp thở dài, thương hại nói, Trần Bình An à, ngươi về sau coi như may mắn cưới nàng dâu, hơn phân nửa cũng là thiếu tâm nhãn. Trần Bình An ngồi ở bàn đối diện, vui vẻ cười nói, chỉ cần người nàng tốt là được. Thiếu nữ đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngồi ăn rồi chờ chết, tiểu phú tức an, thăng chức rất nhanh, tựa như nàng mẫu thân nói tới, là bởi vì đều có các duyên phận, chưa chắc có chia cao thấp. Chỉ bất quá cha nàng đối với cái này cũng có khác biệt ý kiến, trong số mệnh lúc không chớ cưỡng cầu, không bắt buộc. Cũng không có nghĩa là không có chút nào cầu, cầu vẫn là muốn cầu một chút, nếu như cuối cùng vẫn là mong mà không được, thì là một chuyện khác. Đương nhiên những lời này, cha nàng là tuyệt không dám cùng với nàng nương ở trước mặt nói. Trần Bình An thuận miệng hỏi, Ninh cô nương cũng là đến chúng ta tiểu trấn cầu cơ duyên đến. Thiếu nữ không có bất kỳ cái gì ẩn núp dịch dịch, trả lời nói, ta hao hết tất cả kỳ ngộ góp nhặt xuống vốn liếng. Tăng thêm một cái nhân tình, mới đổi lấy tiến vào tiểu trấn cái này danh ngạch, bất quá ta cùng những người kia không giống nhau. Ta không cầu cơ duyên gì khí số, chỉ là nghĩ để cho người ta giúp ta đúc một thanh kiếm. Tốt nhất có thể hợp tâm ý của ta, về phần sắc bén không sắc bén, có thể hay không gánh chịu lượng lớn kiếm khí, là rất tiếp theo sự tình. Trần Bình An nghi hoặc nói, đúc kiếm. Thiếu nữ nói rằng, chính là cái kia rèn sắt Nguyễn sư phó, hắn tại các ngươi chỗ này thanh danh rất lớn. Còn có cái làm bằng sắt bất động quy củ, mỗi 30 năm chỉ đúc một thanh kiếm, hắn sở dĩ nguyện ý tới đây thay thế Tề Tĩnh Xuân. Chính là cảm thấy nơi này thích hợp khai lò đúc kiếm, ta dây vào đụng vận khí, nhìn hắn có nguyện ý hay không vì ta đúc kiếm. Thực sự không được, ta cũng không có cách, coi như chính mình vận khí không tốt. Trần Bình An cười nói, người tốt có hảo báo. Thiếu nữ hữu khí vô lực nói, không có cách. Nàng liếc mắt thiếu niên, ngươi tay phải không thương. Trần Bình An ngẩn người, đau. Nàng hoài nghi nói, vậy sao ngươi nhìn lấy không giống. Trần Bình An thiên kinh điện nghĩa nói, ta coi như lăn lộn đầy đất, la to, cũng sẽ không liền hết đau. Thiếu nữ vỗ một cái chán, thật không có triệt. Theo cha ta một cái đức hạnh, bất quá ngươi bản sự kém hắn xa. Trần Bình An cười không nói, An An yên tĩnh nhìn về phía ngoài phòng sân nhỏ. Thiếu nữ đem cái kia ba cái túi đồng tiền đẩy trở về, ta không cần. Trần Bình An thu tầm mắt lại, nhẹ giọng nói, Ninh cô nương, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta giữ lại bọn chúng, không nhất định là sự tình tốt. Gặp qua Tề tiên sinh về sau, ta càng thêm xác định điểm ấy. Thiếu nữ quyết định một việc sau, liền sẽ không đi sửa lại, lắc đầu nói. Cái kia chính là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Ta nghĩ tốt, báo đáp ân cứu mạng một chuyện. Ta về sau nhất định sẽ hoàn lại, mà lại tuyệt đối không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, muốn xứng đáng Ninh Diêu cái tên này. Nhưng là ngươi tại những năm này, nhất định phải thật tốt, đừng không để ý liền chết. Ngươi chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này. Một mực rất dễ nói chuyện thiếu niên, lần thứ nhất chủ động cắt ngang thiếu nữ mở miệng. Cứu ngươi chính là lục đạo trưởng, Ninh cô nương, cho nên ngươi không cần cảm thấy thua thiệt cái gì. Ta nếu như lúc đó không phải cảm thấy mình chết chắc, nghĩ đến có thể làm cho lục đạo trưởng vì cha mẹ ta làm nhiều chút, nếu không ta căn bản liền sẽ không mở cửa. Thiếu nữ hừ lạnh nói, đó là chuyện của ngươi. Thiếu niên cười lặp lại nàng, đó là chuyện của ngươi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thiếu nữ vậy mà dẫn đầu thua trận, phối hợp đau đầu nói, nếu ngươi ưa thích ta, nhưng ta thật sự không thể đáp ứng ngươi. Trần Bình An hai tay ôm lấy đầu. Bày ra như thế cái toàn cơ bắp kỳ quái cô nương, hắn cũng không có cách à. Lúc này có người từ tường viện bò vào sân nhỏ, sẽ làm như vậy người không làm hắn nghĩ. Khẳng định là Lưu Tiện Dương, hắn chạy chậm đến cửa hạm sau, đang muốn giật ra cuống họng. Giống như là đột nhiên cho người ta bóp lấy cổ, một chữ cũng nói không nên lời. Trần Bình An tranh thủ thời gian đứng dậy, đi vào Lưu Tiện Dương bên cạnh thấp giọng nói. Ta cái này hai ngày có thể hay không đi ngươi bên kia ở, vị cô nương này có thể muốn ở ta chỗ này. Lưu Tiện Dương đẩy ra Trần Bình An đầu, như con ruồi xoa chảo đồng dạng, xoa tay ân cần nói. Cô nương, nhà ta tòa nhà lớn, vật cũng đầy đủ, cô nương không chê, đi nhà ta ở, như thế nào? Lương đối với hai người áo đen thiếu nữ bình thản nói, ghét bỏ. Lưu Tiện Dương nhe răng trợn mắt,
nhìn lấy cái kia tinh tế động lòng người bội đao bóng lưng, không chết thẩm mỹ. Cô nương, ngươi là không biết được, trước đó thì có hai nhóm người tại Lang Kiều bên kia ngăn chặn con đường của ta. Khóc hô hào cầu ta đem tổ truyền bảo vật bán cho bọn hắn, ta đều không đáp ứng, đen đủi, đám người kia hại ta kém chút bị Nguyễn sư phó mang chết. Ta gặp cô nương ngươi cũng là đến tiểu trấn đụng vận khí người xứ khác a, ta Lưu Tiện Dương mặc dù cũng chưa chắc bán cho ngươi, nhưng là để cô nương qua xem qua, mở mang tầm mắt, khẳng định không có vấn đề. Ninh Diêu Y Nguyên lạnh lùng nói, không cần. Lưu Tiện Dương phối hợp ngồi tại trước kia Trần Bình An vị trí bên trên, nhìn thấy áo đen thiếu nữ dung mạo sau, hai mắt thả ánh sáng nói, cô nương ngươi đừng khách khí như vậy. Ta cùng Trần Bình An chen tại cái này phá tòa nhà chính là, cô nương ngươi đi ta tòa nhà lớn sau, cũng sẽ không cảm thấy câu thúc, giống như ngay cả chân tay đều không địa phương đặt thả. Ninh Diêu sụ mặt trả lời nói, hảo ý tâm lĩnh, người một bên hóng mắt đi. Lưu Tiện Dương cũng không thấy đến xấu hổ, đứng dậy nói, đúng vậy, ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình cỏ ổ, hiểu rõ một chút. Lưu Tiện Dương đem Trần Bình An kéo xuống cánh cửa bên ngoài, lấy cùi trỏ đỉnh một chút thiếu niên, chuyện ra sao? Trần Bình An khó xử nói, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Ngươi liền nói ta có thể hay không đi ngươi bên kia ở. Lưu Tiện Dương bạch nhãn nói, cái này có cái gì có thể hay không, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Giúp ta nhìn chằm chằm Chí Khuê, ngàn vạn đừng để Tống Tập Tân cái kia tiểu xúc sinh cưỡng ép trà đạp. Đến lúc đó ngươi nhưng phải giúp ta bảo trụ ta tương lai nàng dâu thanh bạch. Trần Bình An không chút do dự nói, đừng nghĩ. Lưu Tiện Dương vỗ vỗ Trần Bình An bả vai, nói trọng tâm lớn nói, coi như ngươi đáp ứng. Trong phòng áo đen thiếu nữ đột nhiên quay đầu nói rằng, ngươi biết không biết mình là một cái trời sinh kiếm phôi tử. Mua xứ người sở dĩ tại ngươi 9 tuổi thời điểm, không có mang ngươi ra ngoài. Hẳn là muốn cho ngươi ở chỗ này hấp thu càng nhiều linh khí. Cái lựa chọn này là đúng. Cho nên ngươi tại Nguyễn sư phó bên kia, nhất định phải nắm lấy cơ hội để hắn thu ngươi làm đồ. Nhớ kỹ, ít nhất là nhập thất đệ tử, tốt nhất là đích truyền môn sinh. Còn quan môn đệ tử, không cần hy vọng xa vời, ngươi căn cốt thiên tư còn không có tốt đến cái kia khoa trương trình độ phân thượng. Lưu Tiện Dương cười dùng sức gật đầu, ngoài miệng nói tốt tốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, chỉ trong phòng thiếu nữ, sau đó chỉ đầu mình. Trần Bình An nói rằng, nàng thực sự nói thật, ngươi đừng không coi là thật. Lưu Tiện Dương không còn cười đùa tí tửng, trầm mặc xuống, thấp giọng nói. Ta cảm thấy sự tình không thích hợp, Lang Kiều hai nhóm người, ngươi đoán là ai dẫn đầu dẫn đường? Là Phúc Lộc Nhai Lô Chính Thuần cái kia quy tôn tử. Đây không phải hoàng thử lang cho gà chúc Tết à? Ta lại không rơi tiền trong mắt đi, bằng cái gì muốn cùng bọn hắn buôn bán, huống chi món kia áo giáp là nhà ta nhiều đời lưu lại lão vật. Ta muốn bán, về sau ở trong mơ mộng lấy ra da của ta, còn không phải cho hắn mắng gần chết. Trần Bình An nghe được đây hết thảy sau như lâm đại địch, ngươi phải cẩn thận, Lô Chính Thuần cùng những cái kia người xứ khác, không dễ chọc. Thiếu niên quay đầu hỏi, Ninh cô nương, biết rõ những người kia lai lịch sao? Áo đen thiếu nữ gật đầu nói, lão nhân cùng nữ oa oa, đến từ chính Dương Sơn. Xem như các ngươi Đông Bảo Bình Châu danh môn chính phái, lão nhân không phải người. Tóm lại, so với hắn lên Phù Nam Hoa hoặc là Thái Kim Giản, lợi hại hơn gấp trăm lần. Phụ nhân cùng con của hắn, cũng không đơn giản. Kỳ thật có thể kết bạn tiến vào tiểu trấn, dĩ nhiên không phải đồng dạng có tiền người có tiền. Phụ nhân kia lòng dạ rất sâu, tiểu Nam Hải cũng không giống là cái tâm tư lương thiện, cho nên ta khuyên ngươi bằng hữu. Mau để cho Nguyễn sư phó nhận đệ tử, chẳng khác nào có một chương bảo mệnh phù bàng thân, tại trên tiểu trấn. Chỗ dựa lại cao hơn, bối cảnh dày nữa, cũng vẫn chưa có người nào dám cùng một vị thánh nhân vật tay. Trần Bình An lại hỏi Lưu Tiện Dương, ngươi có nắm chắc hay không làm cái kia Nguyễn sư phó đồ đệ? Lưu Tiện Dương có chút xoắn xuýt, ấp a ấp úng nói, cái này không lúc đó ngày thứ nhất đi làm học đồ làm giúp. Nguyễn sư phó xem ta ánh mắt, liền cùng Diêu lão đầu lúc ấy không sai biệt lắm. Đoán chừng là quan sát ta một đoạn thời gian mới quyết định, muốn hay không thu đồ đệ để đi. Chỉ là Trần Bình An hung hăng trừng mắt. Lưu Tiện Dương cười ngượng ngùng nói, chỉ là Nguyễn sư phó có cái nữ nhi bảo bối, đặc biệt có thể ăn. Đem ta cho khiếp sợ đến, thế là liền thoáng nói dẫn vài câu, không nghĩ tới cái kia khuê nữ rèn sắt thời điểm. Vung chùy đầu đến, gọi là một cái sinh mãnh liệt bá đạo, hết lần này tới lần khác bình thường lại đặc biệt ngại ngùng thẹn thùng. Ta chỗ nào nghĩ ra được nàng lái như vậy không ở nổi trò đùa, lúc đó liền đem nàng chọc cho khóc. Lại không trùng hợp cho hắn cha đụng thẳng, xem ta ánh mắt liền không được bình thường. Nhận đồ đệ bảo đảm không còn hình bóng, bất quá dù sao ta cũng không nghĩ lấy cho người ta làm trâu làm ngựa làm đồ đệ. Hầu hạ qua Diêu lão đầu một cái quái tính tình, liền đủ chúng ta chịu được, ta cái này không liền nghĩ tại tiệm thợ rèn bên kia lăn lộn chén cơm ăn nha. Trần Bình An ngẩng đầu, mặt đen lên. Vóc dáng sau giày cỏ thiếu niên cao hơn lớn nửa cái đầu Lưu Tiện Dương, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng thiếu niên. Cái này một cảnh tượng, để Ninh Diêu cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu. Đây cũng là thiếu nữ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Bình An chân chính tức giận bộ dáng. Trần Bình An thấp giọng hỏi nói, ngươi đi qua lão hòe thụ chuyện bên kia, trên người có không hiểu thấu thêm ra một chút lá hòe.
Lưu Tiện Dương lắc đầu nói, không có, ngược lại là cái kia lão ưa thích liếc trộm phụ nhân đoán mệnh đạo nhân, nói với ta chút suối quẩy lời nói, ta kém chút đem hắn sạp hàng đều đập. Trần Bình An sắc mặt biến hóa, chau mày, quay đầu nhìn về trong phòng, hỏi. Ninh cô nương, xem như trao đổi, ba cái túi kim tinh đồng tiền, được hay không? Còn có chính là, có thể hay không để ngươi có đại phiền toái, điểm này, mời ngươi cần phải trước đó nói rõ ràng. Áo đen thiếu nữ cẩn thận nghĩ nghĩ, phiền phức không nhỏ, nhưng vấn đề không lớn. Bất quá cái này hai ngày nhất định phải cẩn thận, để ngươi bằng hữu đừng đi đầy đường tán loạn, dù sao mắt của ta tình hình bên dưới huống không tốt lắm. Nàng còn nói, hai nhóm người, hai túi tiền. Để Nguyễn sư phó nhận đầu một chuyện, lại một túi tiền. Tóm lại làm thành mấy món sự tình, ta thu mấy túi tiền. Yên tâm, ta đã đáp ứng, liền xem như có giữ gốc hai túi thu hoạch. Trần Bình An chạy vào phòng, nhanh lên đem Ninh Xuân tiền ở bên trong hai túi tiền, hỏa tốc giao cho thiếu nữ, thu cất đi. Thiếu nữ vốn cũng không phải là kéo bùn mang nước tính tình, không có cự tuyệt, thu hồi hai túi tử đồng tiền sau. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, trên đời bên dưới còn nhiều. Rất nhiều hướng chính mình trong túi quần ôm tiền người, còn có người loại này ưa thích làm tán tài đồng tử. Thiếu niên lần này không có phản bác, gật đầu cười nói, tiền là rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Một mực bị mơ mơ màng màng Lưu Tiện Dương vô cùng lo lắng nói. Trần Bình An, ngươi điên rồi đi, vì sao đem tiền cho hắn? Dòng dã hai túi tử đồng tiền, đủ ngươi hoa bao lâu? Trần Bình An tức giận nói, tiền của ta, ngươi quản được. Lưu Tiện Dương lại thẳng khí hùng nói, tiền của ngươi, chẳng phải là tiền của ta sao? Ngươi muốn, ta nếu là cùng ngươi vay tiền, ngươi có ra mặt đòi nợ muốn ta còn. Trần Bình An không nói lời nào, lâm vào trầm tư. Lưu Tiện Dương cũng ý thức được chính mình nói trên chọc cười, không đúng lúc, im miệng không nói. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí có chút nặng nề. Trần Bình An mở miệng hỏi nói, Ninh cô nương, ngươi thật sự sẽ không bởi vậy. Áo đen thiếu nữ liếc mắt trên bàn trắng vỏ trường kiếm, gật đầu nói, không có vấn đề. Về sau nàng thực sự nhịn không được, nói rằng, lê mê chậm chạp, ngươi có phiền hay không? Ngươi còn nói ngươi không phải kẻ ba phải. Trần Bình An cười cười. Lưu Tiện Dương nghĩ nghĩ, không nói gì. Thiếu niên cao lớn cuối cùng đem lời giấu ở trong bụng, nghĩ thầm cô nương ngươi đại khái là chưa thấy qua gia hỏa này một mặt khác đi. Trần Bình An có rất ít không tốt lúc nói chuyện, chỉ khi nào không dễ nói chuyện, Trần Bình An thật sự sẽ rất không dễ nói chuyện. Đến đây thì cũng khép lại tập 6 Kiếm Lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.